Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Thú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Trong lòng son được viết bởi tác giả Diễm My. Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện này. Vậy thưa quý vị, người ta vẫn thường nói rằng mỗi cuộc gặp gỡ trên cuộc đời này đều là do duyên số mà duyên số lại là một thứ mà chúng ta không thể nào thay đổi. liệu rằng lần gặp lại này của Quân và Hà Mi có phải là do định mệnh đã sắp đặt hay không và hai người đó sẽ tiếp tục như thế nào? liệu họ còn có cơ hội để quay trở về bên nhau và Mi có thể thoát ra khỏi được lòng son đầy những cay đắng khổ đau mà cô đã chịu đựng trong những năm tháng qua hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này qua tập 7 của bộ truyện Trong Lộng Son. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Do gấp cắp quá nên tôi cũng đành lên xe của Lương Đã bao lâu rồi chúng tôi mới ngồi chung trên một con xe mà chỉ có hai người Hơn ba năm Thời gian thực dội dã, thế sự cũng chống đổi thay Mọi việc đã không còn giống như ngày xưa Đến nơi, mọi người đang tập trung đông đúc Đám cháy cơ bản đã được khống chế Nhưng do bên trong hoàn toàn là những chất dễ cháy Như dại dốc, thùng giấy, nhãn dán dáng nên mọi thứ gần như thiêu rụi căn bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo may thầy không có thiệt hại về người nhưng tài sản chỉ còn lại một nóng tro tàn đen kịch cùng dáng mắt thất thần của ba tôi mất hết rồi con ơi nguyên một lô hàng lớn vừa làm xong chiều nay chờ sáng mai giao cho khách bị cháy rụi hết rồi ba tôi méo máu cuối cùng bật khóc vì giá trị lô hàng đó rất lớn đối với chúng tôi Bị thiêu hết như thế này phải đền bù cho người ta một khoản không nhỏ Nhìn đống hoang tàn này Nhìn sang bả vai của ba tôi đang ruồn lên Sống mũi tôi cũng cay xẻ Nhưng ráng an ngủi bà Thôi ba Còi như của đi thay người đi Còn người là còn của Bà phải chú ý sức khỏe Để làm chỗ dựa cho cả nhà mình Tuy là nói như thế Nhưng đôi mắt của ba tôi lúc này Lại thức thần nhìn tài sản của cải chỉ còn một đống đen ngòm đau xót nói toàn bộ vốn liếng ba đều dồn hết vào đợt này bây giờ thì không còn gì nữa rồi mất hết mất sạch hết rồi người đàn ông bình thường kiên cường đến mấy nhưng hôm nay đã không thể khống chế được những giọt nước mắt đang chảy xuống sau một hồi bên cơ quan chức năng nói nguyên nhân vụ cháy là do chập điện bên trong kho hàng toàn là chất dễ cháy nên đám lửa mới bùng phát nhanh như thế không có thiệt hại về người là đã rất may mắn ba tôi méo máu nói cháy hết chỗ này thì giết tôi đi chứ còn gì nữa tất cả tài sản đều dồn hết vào những tháng cuối chưa kể các khoản dây nợ đều trông chờ vào đây để trả cho người ta bây giờ thì phải làm sao chồng ba đặt quánh không nói thành lời hai mắt nhìn vào đống tàn dư của đám cháy để lại mà thơ thơ thẫn thẫn ngồi sụp xuống nền xi măng trông vô vọng đặng thành luân đi một vòng xem xét lúc sau mới quay lại nói cháy rụi hết như thế này thì chỉ có cách đập đi để xây lại thôi nghe giọng nói bà tôi ngước lên nhìn dù tâm trí không ổn định nhưng ông vẫn nhận ra đây là người mà năm xưa ông đã ngăn cản không cho tôi yêu Đặng thanh Luân cười nhẹ khẽ chào ba tôi Chào chú Ba tôi thì cũng đã nghe chuyện của Luân qua lời kể của con thư Bây giờ người đang đứng trước mặt chúng tôi Giác toàn đồ hiệu trên người Phong thái lẫn khẩu khí đã khác hẳn chàng trai năm đó Chỉ có tình yêu cùng đôi bàn tay trắng Không thể vượt qua được sức mạnh của đồng tiền Và của những nghịch cảnh của tạo hóa Giọng ba tôi hơi ngập ngừng Sao cậu lại ở đây tôi đến cùng với hà mi bà nhìn tôi hà mi muốn hỏi là tại sao tôi liền giải thích bọn con đang bà chút chuyện hay tin cho nên con dội dã đến đây bà chuyện gì cũng có cách giải quyết hết đó bây giờ ba gọi cho bên đối tác hay tin và xin lỗi họ trước đi để họ còn tính đường khác ngày mai cho người kiểm tra xem thiệt hại bao nhiêu và bắt tay vào tu sửa còn nước thì còn tác bao nhiêu vốn liếng bà đã đổ hết vào đây lấy gì mà tác nữa đây hả con con có một ít ngày mai con sẽ đi cho bà rồi mình vay mượn thêm còn tin trời không triệt đường sống của ai hết chỉ cần cố gắng sau đường hầm thì nhất định sẽ có ánh sáng bà tôi cầm chặt bàn tay đang ruột rẫy của bà mà kiên định như thế sau một hồi thì con thư có gọi lại cho tôi tôi cho nó hay tin nó vội vàng chạy đến tôi bảo ngày mai mày đi rút hết tiền tiết kiệm và rao bán hai mảnh đất ở nhà bè giúp tao nha càng được giá càng tốt đất ở đó đang lên giá từ ngày bán bây giờ thì thiết lắm biết thế nào nhưng mà tao cần tiền gấp mày cứ bán giúp tao đi được rồi vậy sáng mai tao liên hệ rồi tao báo giá cho mày cố giúp tao nha thư con thư nhìn thấy thành lương cũng đang ở đây liền đi tới mà nói với anh ấy anh Lương có định đầu tư đất không? Hai mảnh đất đó vị trí đẹp lắm. Đất mặt tiền biết bao người hỏi mua, nhưng mà con mi không bán đó. Hay là ngày mai, bọn em dẫn anh đi xem nhé. Bảo đảm thấy là chốt ngay. Trước những lời giới thiệu đầy hấp dẫn và khéo léo của con thư, thì Đặng Thành Lương cũng gật đầu đồng ý xem thử, chứ không hứa sẽ mua hay là không. Đêm ấy thật dài, cả nhà tôi dường như thức trắng, mẹ thì khóc hoải, hai em trai thì mặt mày ủ dột đến cả ba cũng run rẩy trước những cuộc điện thoại gọi đến trước là họ hỏi thăm sau đó là lo lắng quan ngại trước tình hình công ty nhà tôi như thế rồi những khoản nợ sẽ giải quyết làm sao sau khi nghe máy xong ba tôi mới cười nhạt nói lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là mẹ khi mình làm ăn được thì chúng nó bu quanh giờ giả nịnh bợ đủ kiểu Bây giờ vừa xa suốt một chút thôi Thì liền sợ chúng ta quịch tiền Nên đòi Đúng là đời mà Bà, bà đừng nghĩ nhiều nữa Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi Con và mọi người vẫn luôn bên cạnh ba Ba tôi lại thở ra Khó hiểu nói Từ trước đến nay Bà luôn chú trọng khâu an toàn lao động Mấy hôm trước có một số người Xưng là bên an toàn lao động đến để kiểm tra Đường điện họ cũng xem qua rất lâu Sau đó nói bình thường rồi đi Sao tự dưng lại bị chập điện chứ Chúng tôi nhìn nhau Trong đáy mắt đều hiện lên tiên nghi hoặc Nghi ngờ có kẻ đã dở trò trong đường điện Và dạ, kẻ tình nghi số một chính là Phú Không lẽ anh rể đã làm hả chị hai Không có bằng chứng Em đừng có nói lung tung Hai đứa đi ngủ đi Muộn rồi đó Mai còn đi học nữa chứ nhưng mà... Đi đi, mau Hai đứa em tôi thất thểu đi vào trong Dù trong lòng chúng tôi hoài nghi phú Nhưng mà chúng tôi không có bằng chứng Không thể tùy tiện du khống hắn Dù sao cũng chỉ là suy đoán Là nghi hoặc Sớm không chập điện Muộn không chập điện Ngay khi tôi muốn ly hôn Thì công ty của ba tôi có chuyện Nếu nói trùng hợp Thì quá thực là không thỏa đáng Đang suy luận thì điện thoại của ba tôi Lại tiếp tục reo lên Nhìn vào màn hình chân mày của ba nhíu lại Rồi nhìn qua phía tôi nói Là thằng Phú gọi tới Ba cứ nghe đi xem anh ta nói gì Ba mở loa ngoài lên để cả tôi cùng nghe Âm giọng của Phú cất lên Tôi đây ba Nghe nói công ty của ba bị cháy hết Cho nên tôi gọi hỏi xem tình hình như thế nào rồi Sao lại bị cháy thế Ba tôi đáp Bị cháy hết mọi thứ bên trong mày mà không có thiệt hại về người thế sao vậy toàn bộ tài sản cũng mất hết luôn rồi à tạm thời là như thế sao ba lại nói kiểu nửa giờ như vậy làm ăn thì phải dứt khoát rõ ràng chứ tạm thời là thế nào rồi vốn liếng tôi đầu tư vào đó ba định giải quyết ra sao cuối năm rồi đó sự gì quá bất ngờ và ba cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng hắn ta lại nói bằng thái độ như thế phụ lại lên tiếng làm ăn dĩ nhiên là có những chuyện không như mong muốn quan trọng là sau đó ba giải quyết thế nào cho thỏa đáng tiền của tôi không phải giấy ba liệu mà thu xếp cho tôi còn không chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa đó cái gì trên tòa chứ ba nghĩ bao nhiêu tiền tôi đầu tư cho ba là giấy hay sao mà không kiện lúc đó Bà đừng có trách thằng rể này không nghĩ đến tình cảm gia đình Mà là do con gái bà Muốn dứt khoát với tôi Còn uy hiếp tôi Muốn tôi không kiện Trừ khi bà yêu cầu con gái bà Giao nộp bằng chứng mà cô ta đang giữ Lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống Từ từ nói chuyện với nhau Tôi đợi tin tốt từ ba đó Còn không Phú bật cười trong điện thoại Còn tôi đến thở cũng không dám thở mạnh Mà lắng nghe hắn nói Còn không Sợ là còn nhiều chuyện ly kỳ hơn sẽ xảy ra trong nhà ba đó Ba vợ yêu quý Phú cười đe dọa rồi tắt máy Bà tuổi thẫn thờ nhìn tôi Không gian bốn bề yên lặng đến mức nặng đầy Mãi sau đó bà tuổi mới hỏi tôi Mia, à, con và cậu lương đó hiện tại là như thế nào thế? Sao, sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy? Thì con cứ trả lời đi, con và cậu ấy có quan hệ gì? Bọn con không có quan hệ gì hết. À, nếu có thì chính là quan hệ công việc của nhà chồng con thôi. Ba, ba định làm gì thế? Hà mi à, lúc này chỉ có cậu ấy mới giúp được chúng ta trước sức ép của thằng Phú thôi. Trong đáy mắt của ba lúc này vô cùng phức tạp. Tôi hiểu cái khó của ba. Năm xưa, ba không muốn tôi quen luôn bởi vì anh mồ côi không cha không mẹ, không có tương lai. Bậc làm cha mẹ, ai mà không muốn con mình có chỗ nương tựa tốt, lại thêm tôi xinh xắn. Ai cũng nói, nhìn mặt mũi tướng mạo tôi sau này chắc chắn lấy chồng quyền quý. Trước những lời ca tụng tân bốc ấy, bà tôi rất tự hào vì con gái, và cũng không ít nhà giàu có muốn cưới tôi cho con trai của họ. Nhìn lại đằng thành luân, nằm ấy không có gì trong tay, càng không phải là sự lựa chọn của ba tôi để gửi gắm đứa con gái duy nhất. Bây giờ ra suốt, đối diện với khó khăn, đương nhiên cũng có khó mở lời nhờ cậy anh ấy. Hôm sau tôi theo ba đến công ty, vừa đầu xe thì đã thấy một toán người đi đến hỏi hàng tình hình và trách cứ tại sao ba tôi lại để xảy ra cớ sự như thế. Họ làm áp lực với ba tôi, yêu cầu ba đưa ra giải pháp về số tiền mà họ đã bỏ dạo. Không một ai quan tâm làm sao để dược dậy công ty sau trận cháy lớn mà chỉ một mực là lại đòi tiền, còn hăm dọa nếu như ba tôi không trả tiền thì họ sẽ kiện ba tôi, tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Tôi không chịu nổi, liền nói. Làm ăn không tránh có những lúc khó khăn, mọi người đã không cảm thông mà còn ở đây gây sức ép cho ba con như vậy, thì tâm trí đâu ông ấy dược dậy công ty chứ? Một người khác nói. Hoa hậu nói hay quá. Cô có biết đã sát Tết rồi không? Chúng tôi cần tiền để sắm sửa đón Tết và trả nợ cho người ta. Mọi thứ đều trông chờ vào số tiền này. Cô nói đi, không có tiền, chúng tôi phải làm sao đây? Mọi người cùng hùa theo. Đúng đó, chúng tôi và gia đình phải làm sao? Cô nói cho thỏa đáng đi. Bằng không, chúng tôi không để cha con mấy người yên thân đâu. Có khi trận cháy đêm qua là do cha con mấy người thông đồng tạo ra để ăn chặn số tiền quý này của chúng tôi cũng không chừng đó đúng rồi đó công ty đang làm ăn ngon lành tự dưng sát ngày chia tiền thì cháy rồi bảo là không còn đồng nào mọi người thấy có kỳ lạ không đúng là lạ thật đó trước giờ có bao giờ cháy hay bị gì đâu những lời nghi ngờ đổ lên bọn họ cho rằng ba con tôi lừa đảo bắt đầu làm lớn chuyện còn lấy điện thoại ra để quay phim chụp ảnh loạn xạ cả lên, hầm hè không giải quyết rõ ràng, lại lập tức kéo nhau đi kiện. Bà tôi nhìn bọn người này, đều là những người quen và có cả họ hàng trong đó. Dù khi có chuyện, không người nào đưa ra chủ ý, chỉ biết quan tâm lợi ích của bản thân, còn dùng những lời lẽ khó nghe để công kích bà tôi. Ánh mắt của ông bây giờ chính là thất vọng với những người mà ông từng xem là anh em chí cốt, là bằng hữu tham giao tôi nói luôn nghe mấy chú không tin thì cứ đi kiện cho công bằng đi một khi công an mà vào cuộc thì mọi người xác định tết này không ai có một đồng nào cả bởi vì có mua bán gì đâu mà có tiền chứ cô cô đừng có ăn nói vô trách nhiệm kiểu đó tiền chúng tôi đầu tư vào mà không cho chúng tôi lên tiếng sao lý lẽ ở đây là như vậy sao chỉ có mấy chú đổ tiền vào đây thôi hả bao nhiêu tiền bạc tài sản và cháu đều dồn hết vào đây. Công ty bị như thế, và cháu còn sót hơn mấy chú gấp trăm ngàn lần. Cùng lắm thì mấy chú không ăn tết lớn, nhưng mà nhà cháu đứng trước nguy cơ dở nợ vì bao nhiêu tiền đều dồn hết vào công ty đó. Tôi nhìn bọn họ mà nhắc lại từng chuyện ba tôi đã giúp đỡ bọn họ ra sao. Kể cả tôi cũng giúp con cháu bọn họ trên con đường nghệ thuật. ấy vậy mà chúng tôi như gặp chuyện thì ai nấy liền quên hết những gì chúng tôi đã giúp đỡ, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nướng. Chuyện nào ra chuyện đó, cô đừng có gộp chung kiểu đó. Tóm lại là cô định giải quyết thế nào thì nói ra đi, đừng có giọng do nữa. Tôi chuyện ánh mắt sang bà, nhận được cái gật đầu tin tưởng của bà thì mới dám nói. Hiện tại công ty đang vô cùng khó khăn vì toàn bộ tài sản đều bị cháy hết chưa kể số tiền phải đền bù cho khách hàng tiền lãi ngân hàng lương công nhân thưởng tết cho công nhân dù biết là rất khó khăn nhưng cháu nghĩ chúng ta nên đặt công nhân viên lên hàng đầu vì họ đa phần đều khó khăn hơn chúng ta một người cười khẩy đáp thần chúng tôi còn lo chưa xong thì lo cho ai chú nghĩ xa hơn đi nếu như không thanh toán cho công nhân viên đầy đủ thì sẽ có chuyện lớn đó công ty khó mà giật dậy. Giả lại trong hợp đồng có ghi rõ các điều kiện khi đầu tư vào công ty. Lãi nhiều thì các chú hưởng nhiều, lãi ít thì hưởng ít. Nếu như công ty có khó khăn, thì mọi người phải chung tay giúp đỡ công ty đi lên. Thử hỏi từ nãy đến giờ, có ai có ý kiến giúp cho công ty chưa? Hay chỉ biết chỉ trích, đòi hỏi khi công ty đang khó khăn? Bọn họ lắm lét, không dám nói lớn như lúc trước. Giọng tôi cũng nhẹ một chút, nhưng đầy kiên định. Bây giờ là lúc mọi người phải đoàn kết để kéo công ty đi lên. Chúng tôi chịu khó một chút. Châu tình, khi mọi người cùng đồng lòng, thì công ty sẽ vững mạnh trở lại. Nhưng chúng tôi lấy gì để tin, công ty sẽ dược dậy khi cô nói toàn bộ tài sản đã bị cháy rụi hết. Tiền đâu mà dựng hành lại mọi thứ. Trước mắt, có bao khoản đường chính là lương thưởng công nhân viên, nợ ngân hàng và tiền đền bù khách hàng Cháu sẽ chịu hai khoản lương là lương thưởng công nhân Và tiền đền bù hợp đồng Mọi người cố gắng giúp khoản lãi ngân hàng Chỉ cần giải quyết được lãi ngân hàng đúng hẹn Thì chúng ta lại tiếp tục xoay Để gây dựng lại công ty Cái gì? Chúng tôi đã không được chia tiền Mà còn phải bỏ ra trả lãi ngân hàng sao? Hòa hậu khôn quá rồi đó Cháu tính như vậy là dẹn toàn cho cả công ty Các chú cứ nghĩ lại đi chỉ cần giải quyết ổn định những vấn đề này thì công ty sẽ hoạt động trở lại các chú sẽ nhanh chóng có lãi như trước còn như các chú làm lớn chuyện kiện ba cháu trong lúc này cùng lắm thì ba cháu đi tù không có ai đứng ra trả vốn cho các chú các chú thừa thông minh để hiểu đó mới là lựa chọn thông minh nhất bọn họ nhìn nhau xì xầm cuối cùng cũng chịu với phương án mà tôi đề ra với điều kiện là tăng lãi suất cho bọn họ tình hình cấp bách Cần phải làm dịu lòng người Nên ba tôi đành đồng ý Khi bọn họ về hết Ba tôi mới hỏi tôi Còn được bao nhiêu tiền Mà dám nhận hai khoản đó Chúng ta triệu tập công nhân viên Và trình bày cho họ hiểu Sau đó xin họ cho chúng ta trả 50% số lương Tiền thưởng vẫn thưởng đầy đủ Giả lại chúng ta còn có một khoản Bên bảo hiểm chi trả Chúng ta sẽ dùng tiền đó để đền bù cho khách hàng Còn tiền của con trả lương cho nhân viên Đầu sẽ vào đó thôi Cần thiết con sẽ dây mượn thêm bạn bè Ba đừng có lo Cảm ơn con Nếu như không có con Ba không biết phải bám díu vào đâu hết Tôi cười nhẹ đáp Chúng ta là người một nhà mà ba Ba đừng có khách sáo như thế Con nhất định sẽ dốc hết sức nở đần cho ba Xong chuyện công ty Tôi gọi cho con Thư để hỏi xem Nó có rút tiền chưa Và dạ hai lô đất nhờ nó rao bán như thế nào Nó bảo có người muốn mua Nhưng cần nói chuyện với chính chủ Nên tôi liền bắt taxi đến đó Tới nơi đập vào mắt tôi Là khuôn mặt cười hô hố của con thư Và bóng dáng cao ráo của Đặng Thành Luân Lúc này tôi mới sực nhớ Hôm qua con thư có mời chào Thành Luân Đến xem hai lô đất của tôi Do bận giải quyết chuyện công ty của ba Mà tôi quên bẻn Bây giờ thấy Thành Luân đang ở đây Thì tôi mới nhớ ra vừa hay con thư quay qua thấy tôi nó gọi hà mi cô lại đây đi đặng thành luân cũng xoay người lại hôm nay anh ta mặc một chiếc quần âu cùng với một chiếc áo sơ mì màu xanh lục tay áo được xắn lên máy nứt đẩy lộ ra cánh tay đầy gân gút rất hút mắt người đối diện bên dưới được đóng thùng đẹp như người mẫu nhưng đặc biệt nhất chính là mấy cái cúc áo đầu tiên không bao giờ cài để lộ khung xương ngực rắn chắc trên mặt đeo cái mắt kính hàng hiệu che đi đôi mắt thâm sâu nhưng càng tăng thêm đồ đẹp trai và thường thái ngút trời của mình tôi hít một lượt không khí rồi đi đến đó con thư hồ hởi nói anh lương đang xem cũng khá ưng ý nhưng muốn thương lượng với mày một chút hai người trao đổi với nhau đi tao đi nghe điện thoại một chút không để tôi nói thêm con thư đã ba chừng bốn cẳng Bỏ đi nhanh như cơn gió Tôi quay qua chào Đặng Thành Lương Rồi hỏi anh ta muốn thương lượng chỗ nào Đặng Thành Lương bảo Vị trí này thì cũng gọi là đẹp Bán đi hoa hậu không thấy tiếc sao Tôi thấy chỗ này rất tiềm năng đó Càng lâu càng có giá cao Tôi biết chứ Nhưng mà tôi đang cần tiền để giúp ba tôi vực dậy công ty Sau đám cháy vừa rồi Chứ không tôi cũng không nỡ bán đâu Vì đất đang sốt và lên giá từ ngày Vậy nên tôi muốn thương lượng hợp tác với Hoa hậu chuyện này Chuyện gì? Đặng Thành lương đi thêm mấy bước rồi nói Tôi đã quan sát mảnh đất này kỹ Và cũng đã tìm hiểu thị trường xung quanh Hiện nay người dân có xu hướng rau củ quả sạch Gần đây cũng không có mấy chỗ bán Nếu như mở ra một cửa hàng chuyên sâu về rau củ quả sạch thì nhất định rất tốt đó. Hoa hậu có đất, tôi sẽ bỏ vốn cùng nhau làm ăn, lợi nhuận chia đôi. Tôi nghe Đặng Thành Luân nói thì thở hắt ra. Đó cũng là một ý định rất hay. Nhưng như tôi đã nói, tôi đang cần tiền gấp để ba chi trả những khoản cần thiết. Tôi cho hoa hậu dây nhé. Tôi tròn mắt ngay người nhìn anh. Anh cho tôi dây sao? Tại sao hoa hậu lại ngạc nhiên như thế Nhìn tôi không đủ y tín để cho dây sao Không phải Nhưng sao tự nhiên Anh lại cho tôi dây Có phải là có điều kiện gì không Đàn thành luân lúc này Mới tháo cặp kính khỏi khuôn mặt điển trai Mồi khẽ công nhẹ Rồi nhả chân đi về chỗ tôi đang đứng Khoảng cách gần đến mức Tôi chỉ cần cử động Là có thể chạm vào cơ thể của anh Thành Luân ghé sát vào tay tôi, nói tưởng chữ. Hoa hậu nghĩ quá nhiều rồi đó Dù sao cũng là chỗ quen biết Tôi không thể giúp hoa hậu lúc khó khăn được hay sao Đặng Thành Luân vừa dứt lời Thì có âm thanh của mấy chụp ảnh Lia lịa hai chúng tôi Với kinh nghiệm của mình tôi dội vàng nhìn ngó Và phát hiện có một người Đang ôm mấy ảnh chụp hình Bên cạnh còn có Phú Dùng ánh mắt lửa đạn hướng về nơi này Phú nhét mép Bà ngậy băng mặt Mà chúng mày còn tin tứ thế này thì ở nơi không có người Không biết đã làm đến những chuyện gì rồi gì Tôi hơi luống cuốn Thì ở tư thế ban nãy Đúng là tôi và Lương đứng rất gần nhau Dễ gây cho người khác sự hiểu lầm Tôi còn chưa kịp giải thích Thì đằng thành Lương đã bước về phía Phú Mà hỏi Chuyện mà giám đốc Phú nói là chuyện gì đây Chuyện gì thì chúng mày tự biết Lũ mèo mã gà đồng Không biết xấu hổ Tôi nghe Đặng Thành Lương bật cười thành tiếng đôi chân lại đến gần phú hơn lần này có lẽ phú đã có sự chuẩn bị nên ngoài cái tên chụp ảnh còn có thêm hai tên vệ sĩ đi theo để bảo vệ hắn thấy thành luân tiến tới hai tên đó liền xông lên che chắn còn phú thì hỏi bằng âm giọng thiếu tự tin mày muốn làm gì vệ sĩ của tao giỏi giỏi lắm đó ngày trước ít ra tôi thấy phú dẫn rất phong độ và có khí chất nhưng từ khi gặp Lương, bị Thành Lương đánh cho mấy trận nhập diện, thì trở nên bộ dạng hèn hạ, không còn chút mạnh mẽ nào của một nam tử hán. Mà tự như con rùa, chỉ biết ruột đầu trốn tránh. Còn Đặng Thành Lương thì thần khí khỏi phải bàn cãi. Một cái nhếch môi của anh cũng khiến chậu phú đủ lùi lại đằng sau mấy bước. Nè, yeah. mày muốn gì hả? Muốn nói chuyện đó. Chuyện gì? Thì đứng đó mà nói đi Đừng có qua đây Thì ra giám đốc phố của chúng ta Lại hèn nhát đến mức Phải trốn sau lưng vệ sĩ Mà nói chuyện với tôi sao Mày đừng có khích tướng Tao không mắc mưu mày nữa đâu Mưu mẹo gì ở đây Chỉ là nói chuyện như hai người đàn ông thực thù mà thôi Hay là anh sợ tôi Tao Tao mà sợ mày sao Mày giấu cho kỹ đây Ở đây là Việt Nam Là địa bàn của tao Ồ, thế tôi không phải là người Việt Nam sao? Thì... Nhưng mày muốn nói gì? Tôi thấy Đặng Thành Lương cười, sau đó nhanh như cắt, lao đến giặt cổ hai tên vệ sĩ của Phú chỉ trong mấy phút. Rồi cũng với tốc độ như tên lửa ấy mà tặng cho Phú một cú đấm như trời gián, khiến tôi cũng bàng hoàng. Không để Phú kịp phản đòn, Đặng Thành Lương đã tính lấy cổ áo của Phú, kéo lên mà quát cho mặt Phú. Mày chửi ai Làm bèo má gà đồng Mày chửi lại tao nghe xem Mày có tin Hôm nay bố cho mày ăn cháo thì dạng cơm không hả Mặt mày phú lúc này xanh rờn Không còn chút máu Trước câu hỏi đầy hăm dọa của đặng thành lương Cơ miệng ấp a à, ấp uống Mày mà dám động vào tao Tao sẽ kiện mày Đàn thành lương cười mỉa mai Đã bảo kiện đi Tao hầu Mày Mày đừng có xem thường pháp luật kiểu như thế Đặng Thành Luân nhếch môi Không Tao rất tôn trọng pháp luật Nhưng với loại người như mày Không cần phải tôn trọng đâu Dứt lời Đặng Thành Luân liền dán thêm cho Phú Một cú lên gối Khiến hắn trợn trừng mắt vì mất thở Cũng may cho hắn ta là lúc đó Hai tên vệ sĩ đã luồn cuồn ngồi dậy Chạy đến giải giày cho hắn nhưng mà thân thủ của đặng thành luân thực sự quá nhanh nhẹn và tài giỏi trong thời gian ngắn đã hạ được cả hai tên vệ sĩ của phú đánh cho chúng tơi bời hoa lá hẹ ôm lấy bụng mà thở dốc phú tức tối chửi thề vệ sĩ là lũ vô dụng sau đó quay sang nghiến rằng nghiến lợi với tôi mày còn là vợ của tao nhưng hết lần này đến lần khác mày gian dưới thằng chó chết này lại còn dám đòi ly hôn với tao để tao xem Mọi người thấy những bức hình này Thì cái danh hoa hậu nhân ái của mày Sẽ bị tước bỏ ra sao Khán giả sẽ thấy được bộ mặt thật lăn loạn của mày Để coi Còn ai dám mời mày hợp tác nữa hay không Bây giờ tôi cũng có cái Để đe dọa lại tên Phú Nên cứng chồng đáp Anh nghĩ là dựa vào Mấy bức ảnh đó Mà mọi người sẽ tin anh Hay là sẽ tin những lời giám định vết thương của bác sĩ hơn đây Nên nhớ Ngoài giấy giám định vết thương Tôi còn có hình ảnh cụ thể anh bạo hành tôi đó Đừng có tự tay hủy danh dự của mình Mày Mày ghê gớm hơn tao nghĩ đó Tôi cười đáp Nhờ anh tôi luyện tôi đó Phú gật đầu đầy cay cú Bất ngờ lao đến chỗ tôi Tôi còn thấy dường như Trong tay của hắn còn có thứ gì đó phát sáng Nhưng còn chưa định hình là gì Thì nghe đặng thành lương la lên Hà bì, cẩn thận Đặng Thành Luân vì như bày đến Ôm chầm lấy tôi Đồng thời khuôn mặt của anh díu lại Mà Phú và đồng bọn của hắn Cũng đồng thời bỏ chạy mất dạng Tôi định thần lại Dội dàng nhìn ra sâu lưng của Luân Thì thấy áo sơ mì của anh bị ướt Tôi chạm vào là máu Máu đỏ cả tay tôi Tôi sợ hãi la lên Truy hôn người tới cứu giúp Vừa hay con thừa chạy vào Thở hỗn hển có chuyện gì vậy Hàm Bi? Tao thấy thằng chó phú, nó vừa chạy ra, mặt mũi nó lạ lắm. Tôi dội dàng giải thích cho con thương nghe, rồi cùng với nó đưa Lương đến bệnh viện. Cũng may vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khá sâu, phải ở lại để theo dõi thêm. Và Lương cũng có vẻ rất đau đớn, cứ nhắm nghiền mắt, thiềm thiếp, làm tôi cảm thấy rất lo lắng. mày ở đây danh Luân đi, tao chạy đi mua chút đồ dùng cho anh ấy. Ừ, sẵn mua chút cháo cho anh ấy để anh ấy dậy ăn luôn nha. Được rồi, tao biết rồi. Con Thư đi rồi, trong căn phòng viết, chỉ còn có tôi và người đàn ông này. Mấy năm xa cách, bây giờ tôi mới có cơ hội được nhìn kỹ người mà mình từng yêu mãnh liệt. Người ta nói, mối tình đầu là mối tình khiến cho người ta khắc cốt, ghi tâm. Nhất là khi không đến được với nhau, thì càng làm cho người ta dày dứt, khôn nguôi. Bởi vì tình chỉ đẹp khi tình gian dở, đời mất vui khi đã dẹn câu thề. Càng không có được, càng gây tiếc nuối và hoài niệm. Nắm trong tay sẽ chẳng còn thấy trân trọng nữa. Thử tưởng tượng, nếu như năm đó, nhà tôi không xảy ra chuyện và ba tôi chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau, thì bây giờ chúng tôi có phải đã là vợ chồng? Có thể sẽ có một hai đứa con gì đó hay không? Và một điều tôi có thể chắc chắn là người đàn ông này có thể cục súc với thiên hạ nhưng sẽ không xuống tay với tôi như phú, đã và đang làm âu cũng là số kiếp đã an bài cho tôi như thế thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn chọn đúng đức lan quân cái số của tôi là cái số hồng nhan bạc phận có tiếng mở cửa tôi thu lại ánh mắt của mình rồi trưng ra khuôn mặt bình thường nghe y tá nói đây là tư trang của bệnh nhân Người nhà kiểm tra lại xem có đúng không nhé Nhận quần áo và ví tiền Mắt kính từ tay y tá Sau khi xác nhận đầy đủ Thì tôi hỏi thêm Tôi nghe bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm Nhưng mà tại sao anh ấy có vẻ mê mang vậy chị Từ nãy tới giờ vẫn chưa tỉnh Tuy là không nguy hiểm Nhưng mà nạn nhân mất rất nhiều máu Giả lại còn thuốc mê Nên chưa dậy được ngay đâu Người nhà đừng lo lắng khi nào nặng nhân tính thì cho thức ăn mềm, dậy nuốt hoặc là sữa nóng nhé. Dạ, cảm ơn chị. Chị ta khẽ hỏi thêm. Em là Hoa hậu Hà My phải không? Bên ngoài em còn xinh đẹp hơn trên hình đó. Cho chị xin chữ ký của em nhé. Con gái của chị nó thần tượng em lắm. Nó ấp ủ ý định đủ tuổi sẽ đi thi Hoa hậu đó. Hy vọng có chữ ký của em để cho con bé lấy vía thành công như em dạ được chị đưa đây em ký cho chị chuyển lời với cháu giúp em nha là em chúc cháu thành công cảm ơn hoa hậu nhiều nhé người gì mà đã đẹp còn thân thiện nữa à chị trực ở đây có gì em cứ bấm chuông thì chị sẽ vào ngay dạ em ký xong rồi đây chị cảm ơn em chị không phiền em nữa chào em chị y tá đi rồi tôi mới cẩn thận lấy quần áo của đàn thành luân xếp ngay ngắn vô tình lại làm rơi cái ví tiền xuống sàn ví bung ra bức ảnh bên trong đập vào mắt khiến tôi run rẩy cúi người nhặt lên nhìn chằm chằm vào đó mà không biết hai mắt đã ướt từ lúc nào mũi cũng cay xẻ đi chậm chạp đưa từng ngón tay chạm vào bức ảnh kỷ niệm ấy trong ảnh có tôi và có anh đã cười rạng rỡ tôi như đó hoa tươi thắm vừa nở còn anh ấy như ánh bình minh ấm áp bao phủ đóa hoa ấy thật đẹp biết bao. Trong mắt và tâm trí của chúng tôi, đó là bức tranh hồng lãng mạn cùng những hoài bão của tuổi mới lớn. Nhưng rồi rút cuộc, hoài bão và tình yêu ấy đã không thể vượt qua được sức ép của cuộc sống. Tình yêu đẹp đến mấy cũng phải chia xa. Đấy vậy mà anh vẫn giữ bức hình này rất kỹ. Bằng chứng là dù đã rất lâu, nhưng nó vẫn rất phản phiêu, không hề nhăn nhúm hay cụ rích chứng tỏ người giữ ảnh này rất trân trọng bức ảnh bất giác nước mắt tôi lại rơi ra nhìn luân đang nhắm nghiền đôi mắt tôi khẽ nói rất nhỏ em xin lỗi là em đã có lỗi với anh vẫn biết là sai nhưng tôi xin một lần được sai mà chạm vào bàn tay ấy bàn tay mà thanh xuân đã nắm lấy tay tôi và nói anh sẽ cầm tay em đi khắp thế gian Đến khi không còn thở nữa Ngón tay của Luân khẽ cửa quậy Tôi khẽ gọi Anh Luân, anh Luân Anh có nghe tôi gọi không? Đàn thành Luân từ từ mở mắt Môi tái nhợt Nhưng vừa nhìn thấy tôi đã cười đáp Tôi ổn mà Khóc cái gì chứ Người gì khóc cũng đẹp nữa Vì như thế mà còn nói đùa được sao? Mà để tôi đi gọi bác sĩ khám lại cho anh vết thương sâu lắm Bất ngờ Thành Lương cầm lấy tay tôi Lắc đầu không cho tôi đi Đừng đi Hai từ ấy tôi nghe ra sự gia diết nên cũng ngồi lại chỗ cũ hỏi anh Sao thế? Phải khám để xem thế nào Ngồi đây đi Trong căn phòng VIP chỉ có hai người đang thức Nhưng hoàn toàn im ắng Luân nhìn tôi làm tôi ngượng ngùng lên tiếng Thật lòng cảm ơn anh đã cứu tôi Nếu như anh không phản ứng nhanh Thì người nằm đó là tôi rồi Thành Luân à Anh không nên làm như vậy đâu Thấy anh thế này tôi ngại lắm Đặng Thành Luân cười Dù rằng nụ cười này có phần nhợt nhạt Chuyện nên làm thì có gì mà phải ngại chứ Còn nếu hoa hậu thấy ấy nấy quá Thì trả ơn đi Chẳng hạn như là chăm sóc tôi những ngày tôi nằm viện là được Chứ tôi một thân một mình ở đây Cô đơn lắm Dù lân không yêu cầu Nhưng tôi cũng sẽ làm như thế Anh ấy đã không màng nguy hiểm cứu tôi Dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm Tận tình chăm sóc ân nhân của mình Một hồi sau con thừa cũng đến Mà không phải một mình nó Còn có cả ba mẹ chồng của tôi đến Trên tay của họ cầm theo giỏ quà Con thư nói bằng vẻ mặt Chẳng mấy vui vẻ Tao gặp họ bên ngoài, nói là đi thăm anh luân đó. Dù thế nào tôi cũng đứng lên cúi chào ba mẹ chồng mình, mời họ ngồi xuống. Ba chồng tôi thì không thể hiện cảm xúc nhiều, vì chỉ có mẹ chồng tôi là ngược lại, mặt mũi nặng như đeo đá, không thèm đáp khi tôi chào hỏi. Chúng tôi vừa nghe tin liền vội vàng đến đây. Dù không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng mà tôi thật lòng xin lỗi cậu, xin cậu bỏ qua cho con trai của tôi tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí diễn phí và bồi thường cho cậu thỏa đáng. Đặng Thành Luân cười, nhưng là nụ cười không bình thường, nó sâu xa và rất khó đoán. Ông nghĩ là tôi thiếu tiền sao? Xin cậu đừng có hiểu lầm ý tôi, chúng tôi đến đây với tâm thế muốn giải quyết câu chuyện theo chiều hướng nhẹ nhàng nhất có thể. Dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn nghe cậu nói. À, chúng tôi có chút quà và xăm thường hạng. Rất tốt trong việc bồi dưỡng sức khỏe. Cậu nhận đi cho chúng tôi vui. Đặng Thành Lương liếc nhìn gió quà mà thư ký của ba chồng tôi vừa để trên bàn thì nhếch mép. Ông bà cứ đem về mà bồi bổ cho con trai cưng. Để sau này vào tù, không có mà ăn đâu. Mẹ chồng tôi nghe thấy đã sừng cũ lên lớn tiếng quát thành lương cậu nói như vậy là có ý gì đây chứ đừng có thấy chúng tôi nhân nhượng rồi muốn đạp lên đầu chúng tôi mà im đi ông để tôi nói sợ cái gì chứ không làm ăn mối này thì làm ăn mối khác cần gì phải nhân nhượng loại người này còn cậu cậu tưởng mình đàng hoàng lắm sao cậu và cái con này bèo mã gà đồng bị con trai tôi bắt gặp cậu còn ngang ngược đánh nó nó chỉ là tự vệ thôi cái bà này đã bảo im đi Sao mà nói lắm thế Đặng Thành Lương nói Ông cứ để bà đây nói hết Tôi đây muốn biết phu nhân của tập đoàn Phong Vân Hiểu biết và nhận định sự việc đến đâu Mẹ chồng tôi bị luân chửi xéo thì càng bực tức Bà hất tay ba chồng tôi ra Mà nói bằng giọng khá lớn Đừng có ý vào người cha tỷ vú của mình Rồi ra dễ ta đây Tôi đẻ được cậu đó Nghe nói mẹ cậu mất sớm Thì để tôi thay mặt bà ấy Dạy cho cậu đạo làm người Chính là đừng có la liếm vợ người ta Không hay ho gì đâu Còn cô nữa Bà chỉ tay vào mặt tôi Phụ nữ đã có chồng Mà hết lần này đến lần khác Gặp gỡ người yêu cũ Lăng loạn, mất nết Ba mẹ cô đã dạy dỗ cô như thế sao? Hay đó là gia giáo nhà cô cả thấy đều mất nết từ già đến trẻ như vậy. Ánh mắt của đàn thành lương lúc này đã thay đổi, chuyển sang đáng sợ, mà tôi cũng đang rất bức xúc và không chấp nhận sự vô lý của mẹ Phú, liền đáp ngay. Mẹ ăn nói cho cẩn thận đi ạ, à, nhà con không giàu có bằng nhà mẹ thực, nhưng mà từ bà con đến mẹ con đều chưa có tai tiếng gì đâu thưa mẹ. Còn mẹ nói con lăng loạn, là lăng loạn thế nào đây? Mẹ có thấy con trai trên gái dưới với ai chưa? Có làm gì vi phạm đạo đức hay là luật hôn nhân gia đình chưa? Vì không có bằng chứng nên bà chuyển sang nói tôi mất dạy, trả trêu. Mẹ chồng nói câu nào thì trả lời câu đó, không biết tồn tì trật tự, không biết tôn trọng mẹ chồng. Tôi cười đáp. Con không hỗn hào mà là con đang giải thích và chứng minh mình không có lăng loạn mất nết như mẹ nói chỉ mong mẹ sau này Nói cái gì thì chính xác cái đó giúp con là được rồi Hay lắm, giỏi lắm Ông nghe chưa, ông thấy chưa Hôm nay nó dám cãi tay đôi với tôi rồi đó Tôi nhất định sẽ bắt thằng Phú ly dị nó Không thể nào chấp nhận cái loại con dâu mất dạy như vậy được bà ấy hùng hổ đứng lên bỏ về Còn ba chồng tôi Sau khi muốn giảng hòa không thành Thì cũng thở hắt ra tôi cũng đã nói hết lời mong cậu nể mặt tôi và phong vân mà bỏ qua cho thằng phú lần này suy cho cùng nó cũng là do nóng giận quá mức nên mới hành động nông nổi như thế cậu bỏ qua cho nó làm lớn chuyện là ảnh hưởng đến danh tiếng của hà mi dù sao nó cũng là một hoa hậu có hình ảnh đẹp qua tay báo chí không biết sẽ thành ra thế nào đâu có khi lại thành một phụ nữ không ra gì nữa đó đặng thành luân cười khẩy Vậy thì liên quan gì đến tôi Hà mi là con dâu nhà ông Có vấn đề gì Cũng là nhà ông mất thể diện Có liên quan gì đến tôi sao Ba chồng tôi xa sầm Cứng họng Đứng lên rời đi Sau khi đàm phán thất bại Đặng Thành Lương nói dòng thiêu À Phiền ông về nhắn lại với phu nhân Là bà ấy muốn làm mẹ tôi sao Không có cửa đâu Ba chồng tôi không đáp đi một mạch Con thư cười hô hố Giờ ngón tay biểu tượng nút like Để khen thành luôn Anh luôn mãi đỉnh Chứ như vậy mới đã cái nư của em chứ Con mẹ đó ngạo mạn dữ lắm À em có mua cháo đem về cho anh nè Hà mi Rút cho anh luôn ăn đi Thôi đem quần áo của anh luôn đi giặt Để máu nó đông vào là hỏng áo đó Con thư nó được cái là nhanh nhẹn Nhưng cũng có nhiều lúc nhanh nhẹn quá mức nói xong là ôm lấy bộ quần áo của lương biến mất tôi mở cháo ra cho bớt nóng chắc là con thư quên dặn hay nó cũng quên mà bên trên cháo có khá nhiều rau ngò rí ngò rí này bỏ vào canh hay cháo rất thơm nhưng mà thành lương lại không chịu được mùi rau ấy hầu như là anh không ăn nổi thế vậy tôi lấy muỗng vớt rau ngò ra thành lương liền cười nói vẫn nhớ tôi không ăn được rau ngò sao tôi hơi chột dạ kiểu như mình làm chuyện không quan minh chính đại mà bị phát hiện nên nhất thời hơi lú cú nói dối tôi à, tôi nhầm tại tôi cũng không thích sau này nên quen tay vậy sao dạ là vậy đó vậy làm tôi mừng hụt rồi tôi nhìn thành lương hỏi anh mừng cái gì chứ Đăng Thành Lương cũng chẳng dòng do mà nói thẳng với tôi. Tôi tưởng hoa hậu còn nhớ khẩu vị của tôi, xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Không hiểu sao nghĩ điều của Thành Lương lúc ấy lại làm trái tim của tôi nhói lên. Nhưng tôi cũng không dám thừa nhận, chỉ lặng lẽ đút cho nấy ăn bát cháo, đã được dớt sạch rau ngọ Xong rồi, thì Thành Lương được bác sĩ khám lại một lần nữa. Bác sĩ nói cơ địa của Luân lâu lành vết thương Nên phải chăm sóc kỹ hơn Lúc Luân ngủ Tôi và con Thư có nói chuyện Nó đã rút xong tiền tiết kiệm của tôi Và trao tận tay cho ba tôi Bây giờ đang chờ quyết định Chuyện hai mảnh đất Không biết là Luân có mua hay không Để tôi có biết đường tính Hà mi nè Nhân cơ hội này hai người Nhìn bộ dạng của nó tôi cắt ngang mày lại nghĩ linh tinh gì đó linh tinh gì chứ mày dám nói mày không còn yêu anh luân đi dám không chuyện đó thì liên quan gì mày đừng có quên tao đang là vợ hợp pháp của phú đó thì đã sao nó cũng có chung tình với mày đâu lằng nhằng bỏ mẹ đi mày còn yêu anh luân thì thừa nhận sợ cái gì thôi đi đừng có nói chuyện này nữa anh ấy đã có gia đình rồi lẽ như mày nói lung tung truyền tay vợ anh ấy thì không hay đâu tội chị ấy lúc đó con người tướng rằng đã ngủ say lại hỏi tôi ai nói cho hòa hậu tôi đã có vợ thế tôi giật mình không biết luân đã thức dậy từ lúc nào giả lại tôi và con thư nói chuyện khá nhỏ mà luân cũng nghe rõ như thế sao sao không đáp ai nói tôi đã có vợ con chứ tôi nghe phú nói anh có vợ và con bên mỹ với cả tay của anh cũng đeo nhẫn cưới kia mà đàn thành luân giờ bàn tay của mình lên sau đó tháo cái nhẫn đang đều ở ngón áp út đi cho tôi nhìn xem cái nhẫn này có quen không tôi chậm rãi đứng lên đi về chỗ của đàn thành luân nhận lấy cái nhẫn anh ấy đưa phải ở cự ly gần và quan sát kỹ thì bộ não của tôi mới truyền đến cảm giác sững sợ hai chân có chút run lên sau đó nhìn Lương bằng ánh mắt thẳng thốt kinh ngạc đặng thành Lương cười như không cười hay nói cách khác là cười nhưng đôi mắt lại phản phức một nỗi đau không thể xóa nhỏ hoa hậu vẫn nhớ đúng chứ tôi nhớ tôi đã nhớ cái nhẫn này là năm đó chúng tôi đi vào trung tâm thương mại chơi. Đến quầy trang sức thì cùng nhau dừng lại ngắm nghía. Lúc đó anh hỏi tôi thích cặp nhẫn nào. Tôi nhìn tới nhìn lui thì chỉ cái cặp nhẫn trong gốc. Em thích cái này, đơn giản mà đẹp nè. Thời điểm đó Luân chỉ là một thanh niên nghèo khó. Cho nên tôi cũng không đòi hỏi anh mua cho tôi cái nhẫn kim cương ấy đâu. Chỉ là không thể ngờ anh vẫn nhớ và mua chúng từ lúc nào thậm chí còn đeo trên tay. Nhưng mà dựa vào đó, tôi không dám chắc điều gì hết. Biết đâu chỉ là trùng hợp thì sao? Sao không nói? Tôi... Thế nào? Hay là để tôi nhắc lại đây? Tôi nhớ, nhưng mà có liên quan gì đến chuyện anh có vợ đâu chứ? Đàn thành lương trao mày, ngữ điệu có chút bực dọc nói. Hoa hậu ngốc thật, hay là đang treo người tôi đây? Thì tôi không hiểu thật mà. Tôi nghe nói anh đã có gia đình, tay quanh cũng đeo nhẫn. Nó trùng khớp với nhau. Đang Thành Luân tỏ thái độ bất lực mà dậy tay. Lại đây. Làm gì? Thì đến đây đi. Không biết con thư đã chuồn khỏi chỗ này từ lúc nào. Tôi cũng bước thêm mấy bước về chỗ của Luân đang nằm vậy mà con người kia vẫn chưa chịu gần thêm chút nữa anh cứ nói đi tôi nghe được mà khù mồi của ai đó công lên sợ tôi ăn thịt sao nhìn tôi thế này có làm gì nổi không anh đừng có ăn nói linh tinh nữa được không sao lại linh tinh thì thì sao nói tóm lại là anh muốn nói gì thì nói đi Tôi có việc phải đi ngay bây giờ Đặng Thành Lương lại nhìn tôi Thậm chí còn không chớp mắt Bị anh ấy nhìn trơn trơn như thế Tay chân tôi có luống cuốn Không nghe theo lý trí mách bảo Lóng ngóng hỏi anh Anh không nói là tôi đi đó nha Cái dẫn này là những đôi, Tôi đeo một chiếc Còn một chiếc Đặng Thành Lương vừa nói đến đó Thì cánh cửa mở ra các năng lợi của luân đang dàn dở theo phản xạ chúng tôi cùng nhìn về nơi đó xem là ai thì ra là người của luân ông ấy vào xem luân như thế nào trước sự xuất hiện ấy câu chuyện của chúng tôi cũng dừng lại tôi xin phép ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau tôi gọi cho ba bà nói bà đã nhận tiền của tôi và đang thực hiện phương án tôi đề ra là chi trả tiền lương thưởng cho công nhân viên còn bên đối tác thì họ bắt buộc phải đền đúng như hợp đồng và một lần tiền vì bên họ cùng thất thoát không kém. Bà nói họ thư thư dài hôm nữa đi, không sẽ nhanh chóng đưa tiền cho ba. Ừ, mà cậu lần đó sao rồi? Phải định xong việc này sẽ vào thăm cậu ấy, mẹ con cũng muốn vào thăm. Anh ấy cơ bản đỡ hơn rồi ba, khi nào ba mẹ vào đến cổng thì gọi con xuống đón nha. Thôi, cứ nhắn số phòng, Bà đến được mà tôi đứng đó mất một lúc thì con thư đi tới tay còn cầm lĩnh kính đồ đạc tôi hỏi nó mày cầm cái gì nhiều vậy thì đồ của mày mày thấy tao chu đáo chưa đồ gì ơ ờ, chứ mày không định tắm rửa rồi skin care trước khi đi ngủ hả con hâm này skin care gì ở đây chứ cái này tao về nhà làm mày đem vào đây làm gì hả thư Bộ mày tính để tao ngủ ở lại đây chắc Chả ngủ Rồi mày bỏ mặt ân nhân của mày lại đây một mình sao Nè đừng có quên Người ta vừa đỡ cho mày một nhát dao đó nha hoa hậu Có ơn là phải trả đó người ơi Mày có điên không Tao mở đây sáng mai tao có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không giải được oan khuất Với lại người của anh Lương giàu rồi Tí nữa tao về với mày À theo mày tao có nên hỏi chuyện mảnh đất không hả thư Hỏi anh Luân có mua không phải không? Ừ, anh ấy... Anh ấy đang bị thương. Mở miệng ra hỏi cũng ngại quá. Mà không hỏi thì không được. Còn thừa hít vào vai tôi. Để đó tao lo cho. Chúng tôi đứng nói chuyện công việc thêm một chút nữa. Vì tôi có nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo cùng với đi event để kiếm thêm tiền giúp bà. Được cái thời thương tổ độ, dù đăng quang mấy năm nhưng sức phúc của tôi vẫn rất tốt rất nhiều nhãn hàng mời làm đại diện các nhà thiết kế cũng chọn mặt gửi vàng mời tôi làm vedette. trình diễn những bộ thiết kế đẹp nhất dĩ nhiên taxi cũng tương xứng với danh tiếng hoa hậu của tôi nhưng mà lần này khi liên hệ lại thì có vài nhãn hàng từ chối khéo họ nói sẽ liên hệ lại sau lạ nha mọi khi họ luôn tìm đủ mọi cách để mời mọc chúng ta tại sao bây giờ lại từ chối chứ tôi mím môi suy nghĩ có khi là tên phố đã nhúng tay vào đó con thư cũng đồng ý nó lấy điện thoại gọi hỏi thử xem vì sao mấy nhãn hàng khác không muốn làm việc với tôi bên này người của lương cũng đi ra tôi hỏi chú về sao ạ à? dạ tôi còn có việc phải đi đây là số điện thoại của tôi có gì cô cứ gọi cho tôi nhé dạ Vậy đêm nay chú có vào với anh Lương được không? Xong việc tôi sẽ vào với cậu ấy Trong lúc tôi không có ở đây Viện cô chăm sóc cậu Lương giúp tôi Chào cô tôi đi Dạ chào chú Con Thư nói chuyện điện thoại xong Thì nói với tôi Quả đúng là có người nhúng tay vào đó Nhưng họ không nói thẳng danh tính Chỉ mấp mé nói là người của tập đoàn phong dân tôi Ngoài thằng chó phú ra Thì còn ai tiểu nhân như thế Nghĩ đến thằng chó đó Tao lại nổi điên lên Hà mi Chúng ta phải làm gì đó Không thể ngồi yên Để nó thâu tóm sự nghiệp của mày như vậy được Tao biết rồi Tao sẽ nói chuyện với hắn Tăng làm Ba mẹ tôi giàu Mẹ tôi còn nấu thức ăn đem vào cho Thành Lương Và luôn miệng cảm ơn anh đã cứu tôi Còn ba tôi thì ít nói hơn mẹ Tôi hiểu Vì ông ngài truyền cũ Chính ông đã ngăn cấm anh đến với tôi Bây giờ mọi thứ đảo ngược Chàng trai côi cút năm nọ Đã trở thành con trai tỷ phú Thứ có trong tay chính là tiền bạc Và quyền lực ai cũng mơ ước Dĩ nhiên Tâm trạng của ba tôi đang đang xen Giữa ngượng ngùng và ma ngơ Thành ra cũng khó khăn để mở lời Mẹ tôi thì hiền lành Nhân hậu và dễ chịu Đăm đó mẹ không giống ba Ngăn cản bọn tôi Vì theo quan điểm của mẹ Chỉ cần người đó thương con gái của mẹ thật lòng thì dù giàu nghèo đều không quan trọng. Cho nên bây giờ vẫn là mẹ dễ dàng đối diện với Luân hơn. Ngon quá, lâu lắm rồi con mới được ăn món ngon như thế này đó. Được khen, hai mắt của mẹ tôi sáng rực lên. Còn nói, nếu như hợp khẩu vị thì ngày mai tôi lại nấu cho cậu ăn nhé. Mai cậu muốn ăn gì? Cô cứ gọi tên con là được rồi cô à. Ừ, cũng được, Vậy mai cậu... À không, mai con muốn ăn gì để cô nấu mang vào cho. Lâu rồi con không ăn súp cua, tự dưng cũng muốn ăn. Súp cua hả? Hà My cũng rất thích ăn súp cua cô nấu đó. Sáng mai cô nấu xong, đem vào cho hai đứa ăn nha. Tôi buộc miệng nói. Mẹ nhớ đừng có cho rau ngò vào nha, anh Lương không ăn được rau đó đâu. Nói xong tôi mới biết mình đã lỡ lời. Còn ai kia thì mặt phấn phở nên đắc ý Thế vậy tôi dội dàng chuyển sang chủ đề khác Được cái có con thư ở đây Nó gợi chuyện để ba tôi và Lương có thể trao đổi với nhau Nhiều hơn, không khí cũng không còn gượng ép Sau đó nó nhắc khéo đến hai mảnh đất Ở nhà bè mà tôi đang cần bán Để lấy tiền giúp ba xoay sở sửa chữa công ty Đặng Thành Luân suy nghĩ một chút Rồi mới nói Biểu cảm nghiêm túc Tôi thấy đất đang lên giá từng ngày Nếu bán đi thì cũng tiếc cho Hà My Tôi có hai phương án thế này Một là tôi sẽ mua lại hai mảnh đất đó Hai là tôi sẽ đầu tư vào công ty chú một khoản tiền từ Nhiều hơn giá trị của hai mảnh đất đó Với điều kiện cho tôi xem qua báo cáo dành số Trong vòng một năm qua của công ty Làm ăn như thế nào Chú cứ suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời nhé Bà tôi mở to mắt Biểu hiện chính là ngỡ ngàng như không tin những gì Lương Diệu nói, đến mức giọng có phần hơi ấp úng. Cậu, cậu nói thật, cậu sẽ đầu tư vào công ty tôi lúc này sao? Nhưng mà tôi phải xem qua danh số một chút, có được không? Được được chứ, cậu đợi tôi một chút, tôi lập tức cho người mang bản báo cáo đến đây ngay. Bà tôi vội vội vàng vàng gọi điện cho người đánh bản báo cáo, đem đến bệnh viện sắc mặt mừng rỡ hiện rõ trên từng bộ phận ánh mắt cũng cực kỳ hân hoan và sung sướng rất nhanh người của ba đã đem đến bản báo cáo trong năm qua cho lưng coi anh nhìn nhìn vài phút rồi chốt được rồi tôi đầu tư cậu cậu nói thật không hoàn toàn nghiêm túc cậu không không trách tôi chuyện năm đó đã đã ngăn cấm cậu và Hạ Mi yêu nhau sao? Đặng Thành lương cười nhưng lại gật đầu đáp. Có chứ. Câu trả lời ấy khiến cho không khí đang vui vẻ, hí hưởng lại đột ngột chuyển sang nặng nề. Con thư nhanh nhẩu làm dịu không khí bằng cách vỗ tay cười. Chúc mừng anh Lương và chú hợp tác với nhau nha. Để khi anh Lương ra diện rồi chúng ta phải đi ăn một bữa để ăn mừng hợp tác lần này. Con biết một nhà hàng nấu ăn đỉnh lắm Món Á món ngầu gì cũng có hết Cái nhà hàng trên quận nhất đó Hà mi. Tôi cũng gật đầu Mặc dù trong đầu vẫn chưa hình dung ra Đó là nhà hàng nào Ừ ừ Công nhận chỗ đó cũng ngon thật Không gian cũng đẹp nữa Ở thêm một chút thì ba mẹ tôi về trước Con Thư nói ra ngoài Mua chút đồ đạc gì đó Đợi người của Đặng Thành Lương giàu Thì nó đưa tôi về Chỉ còn hai người Tôi e dè hỏi anh Anh còn trách ba tôi Tại sao đồng ý đầu tư vào công ty của ông Giả lại anh cũng thừa biết Công ty ba tôi chỉ là một công ty tư nhân nhỏ bé Không mang lại nhiều lợi nhuận cho anh Tôi không phải là lương nên không biết trong đầu của anh ta đang nghĩ gì Chỉ thấy khóe môi ấy cười nhẹ Và nói một câu cũng rất khó hiểu Có những việc Làm không phải vì tiền nhưng cũng có những việc dùng tiền để giải quyết vấn đề Tôi không hiểu ý của anh Đặng Thành Lương chỉ cười cười chứ không đáp Bên ngoài trời đổ cơn mưa Mưa lớn lắm Nước mưa dằn ướt tấm kính thủy tinh Chỉ thấy bên ngoài là một màu trắng xóa Làm lu mờ nhiều thứ Bất chợt tôi nghĩ đến phố Nghĩ đến không phải vì tôi nhớ anh ta Mà là khi nhìn vào màn mưa ấy Tôi thấy hồn nhân của tôi và anh ta bây giờ cũng tương tự như vậy mờ đục và lạnh lẽo đợi một lúc nữa thì y tá đem cơm vào cho chúng tôi ăn chị tôi đăng ký phòng vip nên có cả dịch vụ cơm canh như thế này nhìn vào cũng thấy bắt mắt mùi thơm sọc vào khoang mũi khiến cho bụng tôi kêu lên gì đói đặng thành lương bảo ăn cùng đi thôi anh ăn đi tí nữa tôi về ăn với ba mẹ Ăn với tôi mà cũng khó như vậy sao Không phải tại tôi Tôi chưa thấy đói Vậy để khi nào đói thì chúng ta ăn Không được đâu Anh phải ăn còn uống thuốc đúng giờ nữa Bác sĩ nói cờ địa của anh lâu lành vết thương hơn người khác Nên phải uống thuốc đúng giờ giấc Để phát huy hết công dụng Nhưng tôi không thích ăn một mình Đang thành lương Khi thì nham dở không ai bằng khi đứng trước Phú thì lại như mảnh hổ không hề sợ sệt Nhưng hiện tại lại như một đứa trẻ Hết cách tôi đành xúc hai chén cơm ra bàn Ngồi đối diện với con người già không ra già Mà trẻ không ra trẻ kia Như vậy thì ai đó mới chịu con môi lên Mà cầm đũa ăn cơm Trong mâm thức ăn có hai quả trứng gà Tôi định lột trứng cho lưng Thì anh ngăn lại Để tôi làm cho Thôi để tôi lột cho anh còn bị thương không nên vận động nhiều đâu tôi nói hết sức bình thường nhưng có người lại suy nghĩ sâu xa vận động kia thì không được chứ lột trứng thì tôi làm được đó nói xong còn dính cái chân mày nữa chứ tôi thề là lúc ấy mà của đặng thành luân rất gian manh và nham nhở vô cùng nhìn vào là biết cái vận động kia của anh chính là làm tình tôi liền mắng anh mà nói bậy nữa tôi đi về đó Nói xong tôi cắm mặt xuống ăn cơm Đặng Thành Lương cười lại tiếp tục treo ghẹo Cứ như không treo tôi anh ta ăn cơm không đổi Nhưng mà lúc tôi có chút cấu rồi thì ngẩn lên Lại thấy có người đã tách trứng gà ra Để cả hai lồng trứng vào trong chén cho tôi Tôi hỏi Sao anh không ăn đi, đi cho tôi làm gì Tôi không thích ăn lộn đỏ Hoa hậu ăn đi, Hồi đó tôi cứ tưởng Thành Luân không thích ăn lòng đỏ Nhưng sau này tôi đã biết Anh thích ăn lòng đỏ Và rất ghét lòng trắng giống như tôi Nhưng vì biết tôi thích ăn Nên lần nào cũng nhường cho tôi Bây giờ vẫn như thế Dù tôi đã phụ anh đi lấy chồng Mà ngay thời điểm này Giây phút này anh vẫn dành cho tôi Những thứ tốt nhất Và chấp nhận ăn thứ mình ghét Bỗng dưng tôi bị cảm xúc chi phối Toàn bộ đầu óc Mũi cay nồng Thậm chí mắt đã sừng sừng trực trào rơi nước mắt làm cho lương phải chuột dạ lên tiếng sao thế khó chịu ở đâu hả tôi lắc đầu giả dờ nói không có đâu tôi ăn trúng ớt cay nên thế thôi anh cứ ăn đi đừng có quan tâm tôi trong đây làm gì có món nào có ớt bị gì nói đi không bị gì cả không bị gì sao lại khóc mà kệ tôi đi Tôi đã nói Anh đừng quan tâm đến tôi kia mà Tôi đứng bật dậy Định bỏ đi ra ngoài Bởi vì lúc này trái tim đã bị kích động Đến mức khó kìm nén Nhưng còn chưa kịp bước đi Thì bàn tay của Luân giữ lại Bóp chặt vào cổ tay tôi Mà nói rõ ràng tưởng chữ Tôi chưa bao giờ Ngừng quan tâm em hết Quý vị thân mến, Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Trong lòng son được viết bởi tác giả Diễm My. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19h45 phút hàng ngày trên kênh độc truyện chì Dậu thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo chúc quý vị một buổi tối an lành